Hải chị đi. Chị mới ngủ dậy nè cô chú ơi. Con chào cô chú đây. Trời ơi, giỏi quá ta. Con hỏi cô chú có khỏe không? Hỏi đi. Hỏi cô chú có khỏe không? Cái gì vậy? Nhăn răng ra cô chú coi coi răng đều không? Da răng y chang mẹ có hai cái nanh. Đây nè, coi nè. Đây 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 ra cho cô chú coi nè. Coi răng, nhăn răng, nhăn răng. Ý, có hai cái nành. Nó nhỏ mẹ coi, nó nhỏ mẹ coi, nó nhỏ, nó nhỏ. Ôi, bệnh miệng lại cười, bệnh miệng lại cười. Ôi, ôi, vỗ tay, vỗ tay. Wow. Wow. Mà con ngủ có ngon không? Hả? Ghê ghê đâu? Ăn cứ ghê ghê với già miết luôn á, sợ mà cứ nhắc người ta hoài à. Hả? Sao sợ người ta mà cứ nhắc người ta hoài vậy? Ba ơi. Ủa, nói nghe nè, ba đi làm gì? Bảo sữa tay. Trời ơi, sữa chay rồi mẹ đi làm gì? Mẹ sữa tay. Ủa, mẹ cũng đi làm luôn hả? Mẹ sữa tay. Mẹ làm mua sữa chay luôn, mẹ có đi làm ăn gì không chay? Mẹ đưa sữa tay. Ừ, mẹ làm mua sữa chay giỏi quá. Mickey Mouse đâu? Minnie Mouse. Minnie Mouse đâu? Mickey Mouse. Mickey Mouse, cái đó là Minnie Mouse. Mouse. Đi đâu á? Bé. Ai hả? Em bé. Em bé. Em bé là làm như lớn hơn ai kêu người ta em bé. Bé ngủ rồi. Ô, em bé ngủ rồi. Con ru em bé ngủ đi. Nằm đó. Cho em nằm xuống. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Ru em đi. Cái gì? Không mặc tả dơ quá. Trời ơi, em bé không mặc tả dơ quá, đưa lên đít hửi có được đời không? Mà có la em bé không? Có cho em ướp mặt vô tường không? Đi lại cho em ướp mặt vô tường đi. Em không mặc tả, em dơ quá đi. Dơ quá. Ừ, đi lại ướp mặt vô tường giùm cái đi. Chạy ưa nói mấy từ này lên video quá nghe chạy nha. Mấy từ này mình nên hạn chế lên video nghe con. Đó, ghê ghê đó. À, bye bye ghê ghê đi thay tả cho em đi. Ừ, đi thay tả đi. Thay tả đi, con thay tả cho em đi. Tả đâu, tả đâu đâu. Con biết thay tả không? Tả đâu. Tả đâu? Đây, bây giờ này mày chỉ cho. Mày giờ này mày chỉ tả cho. Đưa đây. Mày tả nè, con nè, mày đưa con cái tả rồi con ngọn thay tả cho em nha. Rồi, con nói làm sao? Con nói làm sao? Nằm xuống. Ờ, rồi thay tả cho em đi, còn mẹ thay. Con nói con cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Nằm xuống. Ờ, nghe coi coi biết đường thay không nha. Chà, bữa nay tôi thay nó, giờ nó đi tới thay cho người ta nè, thấy được không? Rồi biết đường thay không? Đó, rồi sắp lên, nằm lên, đúng rồi. Cô tự làm đi. Trời ơi, chùi đó, chùi đó, chùi đó. Thơm chưa? Hửi ra thơm chưa? Thơm chưa? Ủa, chích thuốc luôn hả? Ủa, thay tả mà cũng có chích thuốc luôn. Cha cái này mới ta. Thay tả mà chích thuốc này là mới nè. Cột tóc lên cho gọn gàng không để cô chú la kìa. Nó mới ngủ dậy đó cô chú. Lúc là đầu tóc lúc nào cũng nhìn mắt mắt mệt à. Đây. Rồi, chay đã được cột tóc cô chú ơi. Uống gì ạ? Uống gì ạ? Cho cô chú. Uống gì? Cay. Uống cay hả? Ủa, uống cay, uống cay. À, dạo này mẹ chay với chay đang thích một cái loại nước, đó là sinh tố bơ sầu riêng. Mà chay á, nó gọi cái khi mà nó muốn uống cái đó đó, nó nói mẹ uống cà phê, uống cà phê. Mickey Mouse đúng rồi. À, Ngọc cầm cái ly đó, Ngọc đưa cho nó uống. Mà nó gọi cái ly đó là ly cà phê. Mà mỗi lần nó muốn uống là mẹ uống cà phê, uống cà phê, uống cà phê không? Em bé ngủ. Em bé ngủ. Ừ.
đi ngủ. Đi mẹ đi ngủ. Đi ngủ hả? Ngủ đâu? Em ngủ rồi. Em ngủ rồi hả? Đi mẹ. Gì đâu? Đi nằm. Ủa đi nằm hả? À đi cho lên đó nằm á hả? Trời nó làm bộ dữ vậy trời. Đắp mền luôn hả? Đắp mền ngủ hả? Kéo kéo mạnh lên. Đó, hay không được thì con cho em nằm xuống đó, vậy thôi. Ủa đắp mặt. Đắp vậy luôn sao em thở được? Phải cho cái mũi em ra để em thở chứ. Rồi hung em cái nó em ngủ ngon nha. Ngủ ngon nha. Con nói chúc ngủ ngon. Cái con đó là à Daddy Finger à. Rồi. Yeah. Ừ cái đàn màu hồng đó rồi. Cái đàn màu hồng đó rồi, lấy đàn hát cái lâu quá bây giờ không hát nè. Cái đàn đâu? Đàn đâu? Đàn màu. Đàn ơi. Đàn ơi. Đàn đâu rồi? À đây đây đây. Đây đây đây. Đàn rồi. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Baby Shark. Baby Shark. Trời ơi, bà đã tự chế luôn. Đúng rồi. Baby finger, baby finger. Yeah. Baby finger để lên. Quá dữ luôn. Bài gì nữa ông? Sao ra bữa giờ có mấy bài hát hoài ve chán quá đi. Kiếm mấy bản mới đi. Nhắm mắt. Ừ, phải nhắm mắt, bắt tay nhắm mắt luôn. Ừ. Nhắm mắt. Cho ngủ nữa hả? Vậy sao ai cũng bắt đi ngủ vậy? Con thức rồi mà sao tại sao con bắt em ngủ? Ngủ chưa? Ngủ, rồi ngủ luôn. Cái giường có chút xíu mà ăn là cái ép nhỏ đi ngủ miết. Ép đi. Ờ, ngủ đi. Ngủ. Một ngủ, hai ngủ, ba ngủ. Rồi đắp mền lại. Ngủ ngon nha, hôn miếng đây. Trời ơi, hôn đúng ba đứa luôn. Bởi vậy người gì đâu mà công bằng, phân minh. Ngủ ngon. Đúng rồi. Ngủ ngon. Chạy ngủ luôn đi. Chạy. Bây giờ trước khi mẹ mở con cất cái này vô giùm mẹ được không? Hả? Hả? ABC. Ừ, ABC đó. Mà trước khi mẹ mở con cất mấy cái kia giùm mẹ được không? Đi đâu á? Ghê ghê đó. Ghê ghê đó. Ừ, ngoài đây tối thui rồi, phải mở đèn lên. Ups, chay ăn gì không? Mày làm cho chay ăn nha. Mày làm đồ ăn cho chay ăn nha. Mở ABC cho con hả? Dạ đó.
con nói con cảm ơn mẹ. Con lại tới chỗ thích tâm cô chứ. Hả? Con nói con cảm ơn mẹ. Con kêu bác rồi. Ừ. Rồi để mẹ mở cho chay nha. Mở mẹ. Rồi im đó chờ mẹ một chút. Thì mẹ gắn cái xuống mới mở được. Ồn quá. Rồi để mẹ mở cho. Con nói sao? Mẹ ơi, cứ em đi xe cho. Đúng rồi. Thương mẹ mình. Ừ. Thương mẹ để đâu? Thương miếng à? I love you. ABC. Hồi sáng này đi bơi vui không? Hả? Sáng này đi bơi vui không? Ờ, ABC. Trời ơi, có ship kìa, có ship ABC kìa. Đó. Mô Phật. Mô Phật hả? Cái gì tự nhiên không sợ ABC, cái cô Mô Phật trong đó nữa. Mô Phật. Mô Phật. Đúng rồi. Mô Phật mà hai mới. Hai. Mô Phật đâu chỉ mẹ coi, Mô Phật đâu? Nhà mình mô Phật để đâu đâu? Mô Phật nè. Mô Phật đâu? Mô Phật chút. Mô Phật trắng. Ừ. Mô Phật phêu lá ơi. Cô nói cô chú nghe màu này màu gì? Pink. Màu này màu gì? Màu này màu. Màu này màu gì đây? Blue. Blue đúng rồi. Màu này màu gì? Blue. Blue đúng rồi. Màu này màu gì? Orange. 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 Màu này màu gì? Green. Green. Màu này màu gì? Yeah. Pink. Pink. Đúng rồi. Hay quá, phát âm chuẩn quá. Đây, màu này màu gì? Purple. Purple, đúng rồi. Màu này màu gì? Orange. 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 Can you say orange? Ăn gì chào. Đúng rồi, mà con nhìn vô đây, nhìn vô con nói orange. Orange. Con đang uống. Sắp mát. Ship ABC đẹp quá ta. Wow. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám ghê ghê à. Nó nghe cái tiếng động là nó ghê ghê vậy, không biết là cái tiếng là tiếng gì. Chấm gì à? Nhúm gì? Rồi thôi, cái video clip này hôm nay xin kết thúc tại đây nha cô chú. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này nha. Và chào cô chú nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jessica Hoseyer. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Còn bye bye cô chú đi. Jay, nói nè. Bye cô chú. Bye cho chú. I love you. I love you. Blow, blow them a kiss. Nhìn lên đây, nhìn lên đây. Nhìn lên đây, nhìn lên đây. Ghi ghi cho mày nè. Ghi ghi nè, chay đây. Mà bây giờ con nói nhỏ cho mẹ nghe, nói nhỏ sao. Ừ, đúng rồi, cười. Cái tay sao, cười cái tay sao. Nói nhỏ lại lần nữa đây. Nói nhỏ. Rồi, bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye dạ. Cái gì bye bye dạ? Chúc chị ngon. Chúc cô chú ngủ ngon hả? Con nói chúc cô chú ngủ ngon đi. Chúc chị ngon. Con nói cô chú ngủ ngon. Ngủ ngon. Nha. Nha. Bye bye boo. Cái gì? Hey boo.